Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập phần chạy nhanh để chuẩn bị cho phần thi cuối kỳ. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Chúng ta đến với gọi thứ nhất. Em hãy cho biết tư thế xuống bát cao trong chạy nhanh. Thầy mời tất cả các em suy nghĩ câu trả lời. Và câu trả lời đó là tư thế xuất phát cao, các em đứng chân trước, chân sau, chân phải đặt phía trước thì tay trái để đằng sau và ngược lại. Đứng ở tư thế sẵn sàng, trọng tâm hơi dồn về trước, chờ lệnh xuất phát. Lưu ý, tay và chân không để cùng chiều với nhau. Câu hỏi thứ hai, kỹ thuật chạy nhanh có bao nhiêu giai đoạn? Hãy nêu ra. Thầy mời tất cả các em suy nghĩ câu trả lời. Và câu trả lời đó là kỹ thuật chạy nhanh bao gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn xuất phát. Giai đoạn chạy lao sau khi xuất phát. Giai đoạn chạy giữa quãng. Và giai đoạn về đích. Câu hỏi số 3. Em hãy cho biết cách đánh tay như thế nào để chạy nhanh hơn. Thầy mời các em suy nghĩ câu trả lời. Và câu trả lời đó là đánh tay từ trước ra sau trên đường thẳng. Đánh nhanh phối hợp với tay, chân. Không được xòe tay hay mở bàn tay trong khi chạy sẽ tạo lực cản của gió, làm giảm tốc độ chạy. Và sau đây, hãy cho các em xem hình ảnh của vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương, được mệnh danh là nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em hoàn thành nội dung kiểm tra thật tốt và đạt thành tích cao. Thầy xin chào tất cả các em.